chào tất cả quý cô chú, quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hậu Địa Phát. Ngày hôm nay Hậu Địa Phát xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú và anh chị một căn nhà nằm trên đường Độc Lập, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chị ha. Đây là đường trước nhà mình chị ha. Đường nhựa 8 m, vỉa hè mỗi bên là 1 m anh chị ha. Hai khu vực là xe hơi đậu đổ vào nhà rất là thoải mái. Từ vị trí nhìn nhà mình anh chị là chỉ có 100 m thôi là anh chị ra ngay cái nhà thờ mà Thánh đường Martin đấy. Đấy, vị trí cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây chính là căn nhà mình anh chị ha. Căn nhà mình là hẻm nhựa 8 m anh chị ha, có vỉa hè. Và nhà mình là với diện tích là bề ngang là 4,4 m, dài 13 m, nhà gồm có là một trệt, một lửng, ba lầu. Đấy, sân thượng rất là công năng. Gia chủ là chủ nhà là kiến trúc sư anh chị ha, tự thiết kế và tự xây ở, một phong cách rất là đẳng cấp luôn anh chị ha. Đấy, với giá là 12 tỷ và vừa rồi thì Hảo vừa tư vấn chủ nhà giảm chào 3 tỷ, giá hiện tại là thời điểm này là 9 tỷ anh chị ha. Căn nhà này chủ đang rất là cần bán nên thành ra là anh chị mua được cái giá 9 tỷ, giá rất là tốt anh chị ha. Đấy, anh chị coi nè, vị trí là nhà mình được thiết kế cái tầng phía dưới anh chị là được để được cái gara ô tô, hai chiếc xe hơi cùng với 10 chiếc xe máy luôn anh chị. Đấy, có nhà vệ sinh ở tầng trệt luôn. Cái này thì gia chủ mình là tự thiết kế để bày bố đẩy xe ra hết thì anh chị có thể làm một cái phòng ăn anh chị để cho ngày giỗ này kia, rất là tiện, rất là phù hợp. Đấy, Hảo xin mời anh chị cùng nhau tham quan khu vực. Đây là tầng lửng nè, từ cầu thang đi lên thì khu vực đây là một cái khu vực quầy bar anh chị, phòng bếp. Đấy, anh chị xem Hảo quay thì nó hơi chật nha, chứ còn thật sự nếu anh chị vào trải nghiệm anh chị sẽ thấy được cái nhà mình khu vực phòng bếp nó rất là rộng rãi anh chị. Đó, có một quầy bar, một cái bàn ăn. Đấy, kết hợp phía bên không gian này là một không gian phòng khách anh chị ha, rất là rộng rãi, rất là thoáng, rất là lãng mạn luôn. Tất cả hệ thống gỗ lát sàn đều là sao đỏ anh chị. Đấy, anh chị xem một cái phong cách nhà rất là hiện đại, thiết kế với một cái bộ ghế sofa. Đấy, khu vực phòng khách này kia có tivi, karaoke, anh chị thấy không? Đấy, là nhà mình là gia chủ, là anh chủ này là kiến trúc sư nên thiết kế và bày bố một không gian rất là tiện ích luôn. Chỉ với bề ngang 44 dài 13 anh chị thấy diện tích nó cũng không có là quá lớn, mà trong khi là gia chủ thiết kế được một căn nhà rất là công năng luôn. Thì bên này anh chị, giá khu vực này rất là cao, phường Tân Thành anh chị, thì khu này là toàn là cán bộ nhà nước ở thôi, rất là dân trí, nên là anh chị yên trí luôn. Đấy, đây là anh chị thấy được có một cái nhà vệ sinh riêng biệt anh chị ha, một phòng ngủ riêng biệt. Đây là khu vực lầu 2 nè. Đấy, đó, rất là công năng anh chị ha, được thiết kế và decor rất là đẹp, khu vực cầu thang và kết hợp không gian giếng trời rất là thoáng luôn chị. Đây là một khu vực phòng phía sau, anh chị xem không gian phòng phía sau thì một phòng ngủ nữa anh chị thấy không? Tất cả hệ thống decor, máy lạnh đều được đi âm tường. Và khu vực phía này thì có một cái nhà vệ sinh riêng biệt nữa. Mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt và đều có cái hệ thống thông gió của giếng trời hết anh chị, cực kỳ thông thoáng luôn. Hãy Hậu rất là thích cái phong cách nhà thiết kế như thế này. Diện tích thì rất là tương đối thôi, nhưng mà nhà là được tận dụng hết mọi công năng diện tích. Anh chị cùng nhau tiếp tục đi lên khu vực lầu 3 anh chị xem nè. Đấy, một cái khoảng không gian được decor, phía trên là anh chị xem. Đấy, phía trên này anh chị nói những cái cây xanh, những cái mảng cây xanh và kết hợp với góc cầu thang của nhà. Đây là một cái phòng ngủ master anh chị nha, rất là lớn. Hiện tại là gia chủ đang ở nên Hảo không có quay bên trong được, có vài tấm ảnh anh chị xem thôi. Trong này thì có một cái khoảng không gian giếng trời riêng luôn, một cái ban công cực kỳ lớn luôn và không gian rất là thoáng đãng anh chị ha. Đây, khu vực phía ngoài thì chị thấy có là bố trí cây xanh và để cả các máy tập thể dục này kia, rất là tiện anh chị ha. Đó, tận dụng hết diện tích luôn. Đấy, một cái khoảng không gian rất là xanh mát anh chị. Nhà này Hảo nói là rất là độc đáo chị, một cái phong cách thiết kế rất là độc đáo. Đấy, hòa nhã cây xanh, hòa mình với thiên nhiên và cái hệ thống giếng trời chị thấy phía trên này. Đấy, nó lấy sáng lấy gió rất là mát. Hảo đứng đây mà Hảo cảm nhận được một không khí thời tiết giữa 35 độ tại Sài Gòn, nhưng cảm giác mình rất là thoáng đãng và rất là mát luôn. Cái nhà này rất là phù hợp để quý cô chú anh chị mình mua để về mình ở, hoặc là mình đầu tư mình giữ tiền trong cái thời điểm này. Quý cô chú anh chị nào mà là người Việt kiều ở bên Mỹ á, mình muốn về mua nhà Việt Nam thì căn này phong cách rất là phù hợp với anh chị. Hẻm xe hơi này kia rất là rộng rãi luôn chị ha. Đấy, anh chị bên này thì có một nhà vệ sinh rất là thoáng, rất là riêng biệt anh chị ha. Đấy, kết hợp đây là một không gian phòng khách. Đấy, tổng cộng nhà mình chị ha thì nó có rất là công năng, thì gồm có là một nhà bếp nè, một phòng khách nè, rồi có ba phòng ngủ nè, trên này là một phòng ngủ nữa anh chị ha, thì anh chị có thể kết hợp làm một phòng khách luôn. Đó, là tổng cộng công năng hết là gồm có 4 phòng ngủ, rồi 5 nhà vệ sinh riêng biệt, rồi phòng khách nè, phòng làm việc nè. Đây chính là cái hệ thống giếng trời nhà mình anh chị, để nó thông xuống tất cả các phòng ngủ luôn, nên phòng ngủ nào đều có ánh sáng và gió anh chị ha. Đây là cầu tổng quan khu vực không gian của một cái phòng làm việc, anh chị có thể về cải tạo một cái phòng ngủ rất là ok luôn. Đấy,
Và đây là một mảng xanh, không gian giếng trời ở phía ngoài, một cái sân thượng cực kỳ đẹp luôn. Căn này hiện tại chủ đang rất là gấp bán anh chị, vừa giảm chào 3 tỷ, giá còn 9 tỷ chị ha. Quý cô chú anh chị có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi trực tiếp đến số điện thoại của nhà đất Hậu Địa Phát trên video. Nhà đất Hậu Địa Phát sẽ hỗ trợ tất cả quý cô chú anh chị cùng nhau đến tham quan căn nhà này và mua được căn nhà này với giá tốt nhất. Cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi video. Quý cô chú anh chị nào mà yêu Minh Hậu thì cho họ một like và nhấn đăng ký kênh nhà đất Hậu Địa Phát nhé.